Xin chào cô chú anh chị các bạn, quay trở lại tiêu miền của chú anh chị. Thì các quán cà phê 60 tỷ được của chú anh chị hồi trưa giờ cả nhà. Có mấy anh luật sư hồi nãy là của chú anh chị, là nãy là 5-6 anh đó của chú anh chị, cũng đứng ngồi để bà tâm sự một cái nhìn hoài hoài với căn nhà gì không lo đó của chú anh chị. Và mấy luật sư bên nào của chú anh chị, hiện tại bây giờ thì em nói chung là em cũng không biết luật sư nào, nhưng hiện tại là em sẽ che mặt lại của chú anh chị. Nhưng ngồi một quán cà phê một cái nhìn nói chung là người siêu lạ của chúng anh chị ơi đó, ngồi đang ngồi từ sớm giờ mọi người, cái nhà thấy không đó, đó cả nhà. Thì tháng 7 này đó cô chú anh chị, cuối ngày 27 là có một anh Linh Tý sẽ ra một cái MV đó cô chú anh chị đó, cả nhà thấy chưa. Đó, luật sư lạ ha. Đó cô chú. Đó, ở nhà thấy chưa? Đó, ngồi từ hồi 9 giờ sáng miết tới bây giờ luôn cô chú anh chị, vẫn còn ngồi đây. Đó cả nhà. Ngồi liền mấy tiếng đồng hồ liền. Đó. Mà cứ nhìn bọn em vậy cô chú anh chị, và nhìn cho nhà chị không lo nữa mọi người. Thấy kỳ lạ không mọi người? Cho nên là rất là kỳ lạ luôn mọi người ơi. Thôi và có thể là các anh em để chú ý nhìn quan sát cho kỹ chút xíu thôi của chú anh chị đó. Thì hiện tại thì có mình Phúc Khang với bà Miền thôi, nói chung là hai anh em đang quan sát đó. Còn ở bên shop thì Phúc Khang hiện thấy bên đó thì khách cũng đang đến mua hàng cũng khá là nhiều, nhưng mà Phúc Khang không quay. Quan trọng hai anh em đang ngồi coi như là để ý hai cái anh này coi có động thái gì không cô chú anh chị đó. Thì các anh em đang ngồi sau lưng quay, gọi là quay lén thôi cô chú anh chị, mình cũng không có dám mà ra mình quay trước mặt thôi cô chú anh chị, tại vì chưa biết cái sự việc như thế nào, có đúng như vậy, có đúng cái vấn đề gì không, hay là mấy anh luật sư này đi công tác hay đâu về ghé uống nước. Nhưng mà Phúc Khang với ba Miền cũng quay lại để có gì để mình mai mốt mình còn phát hiện thôi, mình chú ý chút xíu thôi cô chú anh chị. Nhưng mà hôm nay ngày chủ nhật mà làm gì có chuyện mà luật sư đi làm công tác gì thôi cô chú anh chị đó, cho nên thì hai anh em giờ cứ ngồi quan sát thôi. Có những cái vấn đề gì thì anh em sẽ tiếp tục để lên có những cái video, cũng như là để nhắn nhủ cho Hồng Loan hay là cho những người gì có liên quan. Nhưng mà hiện tại thì ngồi rất là xa cô chú anh chị, chủ yếu là mình để mình ngồi quan sát thôi, để coi hai anh làm gì thôi đó, chứ mình chưa có biết được hai anh muốn cái gì. Và trong cái công việc mà về pháp lý thì nói chung anh em không có quyền gì mà để xen vào cô chú anh chị, chủ yếu là chỉ ngồi để quan sát, là để mình có những video chia sẻ đến cho cô chú anh chị cũng như quý khán giả gần xa được xem thôi. Còn hiện tại bên shop thì Phúc Khang thấy cũng có khách đang mua hàng, và Hồng Loan thì cũng đang, hôm nay Hồng Loan đang ở nhà của chú anh chị. Thì lúc cái video đầu đó thì Phúc Khang với ba Miền thì cũng mới vừa quay, thì Hồng Loan cũng mới chia sẻ từ ngày 6 tháng 9 cho đến ngày 15 tháng 9 thì cũng có mở một cái gọi là một cái gian hàng của chú anh chị, gian hàng bán như là mùa trung thu đó, rồi bán bánh trung thu, rồi mỹ phẩm của đòi ba cái đồ ăn vặt của Hồng Loan của chú anh chị. Thì cũng có cái gian hàng, thì các anh em, ôi ba Miền ơi, bây giờ đi về ba Miền ơi, để Phúc Khang quay chỗ này chút xíu nha cả nhà. Đó thì hai thấy hai cái vị luật sư này đang sách giỏ ra cô chú anh chị, để các anh em quan sát chút xíu thì Phúc Khang với ba Miền nói tiếp thôi cô chú anh chị. Nói chung thì hai anh em đang quay lén lén thôi, không có dám mà để máy cũng như là không có dám mà đứng trước mặt quay ha. Đó cô chú anh chị thấy không, hai vị luật sư này nè. Đó. Trước khi ra về thì Phúc Khang quan sát thì thấy hai anh vẫn ngó vô nhà Hồng Loan xong mới đi về ha cô chú anh chị. Đó cô chú anh chị thấy không, nói chung là rất là nguy hiểm đó. Thì nói chung là các anh em không có làm gì được hết, nhưng mà chủ yếu là có những cái video để chia sẻ, để chia sẻ cho cô chú anh chị xem thôi đó. Còn quay trở lại thì trước cửa Hồng Loan ha cô chú anh chị, thì lúc lúc nãy thì các anh em quay thì cũng có rất là nhiều khách đến mua.
đặc biệt thì Phúc Hang không có nói tên, cũng không có đưa cái video đó lên cho cô chú anh chị, thì cũng có rất là nhiều khán giả đến mua hàng xong rồi lại đến thắp hương. Và đặc biệt thì Phúc Hang với Ba Miệng á, quan sát có một chị cứ ở ngoài cái chỗ shop mua bán mà cứ đi thẳng vô bên trong phía bên cầu thang đó mà không biết làm cái gì đó, thì Phúc Hang cũng có kêu bé Ken đó, có kêu bé Ken lại là nói bé Ken là chú ý những cái người đó ha, để có cái gì nhiều khi người ta làm cái chuyện gì xấu hay là mờ ám gì đó cô chú anh chị. Thì anh em thì chủ yếu là quay trước cửa và quan sát, thấy cái gì báo lại thôi, chứ anh em cũng không có quyền vô nói chuyện những cái người khách đó, cũng như là mình không có quyền gì mình kêu người ta ra ha cô chú anh chị. Chỉ có quyền là Hồng Loan thôi, hoặc là những anh chị em mà nhân viên ở trong đó mới có quyền nói ha. Còn các anh em thì chủ yếu là thấy để mình nói lại những người nhân viên đó hoặc là người trong nhà để quan sát những người đó thôi, chứ các anh em thì cũng không có quyền gì cô chú anh chị đó. Thì cô chú anh chị cũng như quý khán giả thường nói là có anh em bảo vệ Hồng Loan, thì hôm nay Phúc Hang cũng nói thẳng với cô chú anh chị, ở đây anh em không có bảo vệ được cái gì cho Hồng Loan hết, nhưng mà các anh em đây là ủng hộ thôi cô chú anh chị, ủng hộ em Hồng Loan đó, ủng hộ 100%. Ví dụ có việc gì đó mình có thể mình báo, hoặc là mình có những cái video đó mình chia sẻ lại, chứ ở đây thì cô chú anh chị cứ nói anh em là bảo vệ Hồng Loan thì thật sự anh em cũng không có bảo vệ gì được hết. Ở đây anh em chỉ có là đi ủng hộ đó, ủng hộ nhiệt tình, ủng hộ hết mình luôn đó, làm gì làm, nhưng mà làm kiếm tiền hay là cái gì không cần biết nha, quan trọng là anh em là 100% đều ủng hộ 100%, chứ không phải vì cái lợi ích hay là có những người ta hay nói đó, bây giờ là mua chuột thôi chú anh chị, mua chuột để anh em quay. Nó thật sự các anh em đây cũng rất là bất xúc, nhưng mà các anh em không thèm lên tiếng, tại vì cái chuyện đó nói có hay không, cái lương tâm của anh em ở đây làm là biết hết, mình không cần phải lên thanh minh thanh nga hay là bất cứ vấn đề gì đó. Thì buổi chiều hôm nay thì Phúc Hang cùng với em Ba Miền đó quan sát thấy những cái cảnh này thì chia sẻ lại với cô chú anh chị. Thì Phúc Hang cũng chưa dám kết luận là cái đó là luật sư đến là cái gì xấu hay cô chú anh chị, nhưng mà mình thấy thì mình quan sát và mình làm cái video lại thôi đó, tránh những cái trường hợp sau này, hoặc là biết đâu nó có sự thật như thế nào mình đâu có biết được. Mình chú ý là mình quay trước cửa thì mình thấy có cái gì là lạ thì anh em quay chia sẻ lại đó, còn một hai ngày nữa thì các anh em cũng tiếp tục sẽ chú ý thêm, quan sát thêm đó thôi chú anh chị, tại vì từ nay đến cái ngày ra tòa thì cũng rất là gần rồi đó, cho nên là các anh em quay trước cửa hồi trưa giờ thì quay một hai video thôi, nhưng mà các anh em sẵn sàng ngồi ở đây uống cà phê nghỉ ngơi và có những cái gì đó thì các anh em chia sẻ đó. Giống như trường hợp nãy đó, anh em thấy không, rất là đông người ở ngoài quầy Hồng Loan rồi coi như là đạt mua hàng bán hàng bưng hàng đóng hàng. Cô chú anh chị, mấy anh ngồi rất là lâu cô chú anh chị, mày ngồi từ trưa giờ thì cả nhà đã biết. Thì trong thời gian sắp tới đây tháng 9 này là có cần nhiều có những cái thông tin cực kỳ mới để em sẽ cập nhật cho cô chú anh chị. Cái đặc biệt nhất là từ ngày 16 tháng 9, mùng 6 tháng 8 đến ngày 15 tháng 8 nè cô chú anh chị, là một đại lễ ở công viên Bà Sông của Sài Gòn cô chú anh chị. Trong đặc biệt nhất là có chị Hồng Loan ha, và chị Hồng Loan cũng có một cái shop và đăng ký của bên đó để cập nhật bán hàng mỹ phẩm này kia của chú anh chị đó. Thì tại bây giờ má hai luật sư anh chuẩn bị anh đi ra ngoài này của chú anh chị, nên nãy em cũng không có quay của chú anh chị đó, ở nhà thấy chưa đó ra này. Một luật sư nghe mọi người không biết là anh đánh đây có một tí gì uống cà phê hay là sao, nói chung là bọn em thấy nghi ngờ bởi vì tình tiết là máy ảnh nhìn trong nhà ngoài của chú anh chị, cho nên bọn em cũng không có đi sâu vào vấn đề. Thì em những ghi hình lại cho cô chú anh chị các bạn xem thôi. Cô chú anh chị xem bây giờ, nếu mà thấy đầy ý nghĩa thì cô chú